Tiểu nhân đã rõ. Các quân đệ, giết! Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin trở lại. Điện hạ có gì sai bảo? Có dân nữ. Dân nữ xin trở lại. Dân phu. Xin phụng mệnh. Xin tuân lệnh. I will hold off an enemy while you escape. Good luck, Leloy. Well, all appeared to be lost. The rebellion started to pick up later that year. Before we can attack Hanoi, we will need to secure some resources. There's a rice paddy to the west under Ming control. Let us take it back. Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Xin tuân lệnh. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. We will need to take out those towers, or else our troops won't be able to pass. Yeah!
tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. We sincerely thank you, my lord. We are now free from the Ming oppression. We will supply you with food from now on. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Let us find another way in. Thank you.
sink these ships before they destroy us. Then get that gun. For mighty Leloy. Xin phụng mệnh. Xông lên. Yeah. There's been an attack here. Hopefully the bombers are still alive. Tiểu nhân đã rõ. Cái đấy. Thank you.
use these transports to cross the river. We will help you. Use this building as you please. We have retaken Hanoi! Ming tried their best to prevent Hanoi. Once Hanoi, a fort with a combine hidden far away. We will set up a camp here where we can cut off his reinforcement. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Tiểu nhân đã rõ. Dân phu. Xin phụng mệnh. Các quân đệ, xin tuân lệnh. Xin phụng mệnh. Đến nhân làm ngay. Làm ngay. Thank you.
Thank you.
travel on safely, erect a wonder here to please us. Phụng mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Đại giết. Tiểu nhân làm ngay. Loy will now be able to travel south. We are victorious. The Ming made some. In 14. We must prevent Lu Sheng and his reinforcements from reaching Wang Tong so our troops can siege down Niang and Dongdo.
Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Dân phu. Dân nữ xin chờ lại. Dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân. Dân phu. Lu Sheng will keep on sending reinforcements south unless we stop him. Dân phu. Dân phu. Dân phu.